Hello, xin chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái kèo có tên là Nansen nhé. Nó khá là giống như cái kèo Azerkam mà trong thời gian vừa qua rất là nhiều anh chị em tham gia nhận được rất là nhiều adrock từ kèo Azerkam nhé. Còn cái kèo này thì nó cũng tương tự, hiện tại thì các bạn đăng ký qua địa chỉ mail rồi các bạn sẽ tham gia vào cái phần là danh sách chờ nhé. Khi nào mà nó cho các bạn là nhận được cái điểm POI thì các bạn sẽ dùng cái điểm POI đó quy đổi sang cái token dự án nhá. Hiện tại thì bên dự án nó đang gọi vốn chứ nó chưa cho anh em mình nó chưa có ra token gì cả các bạn nhá. Với vốn dự án gọi thì khá là lớn luôn nhá, gần 100 triệu đô luôn nhá. Đấy các bạn xem một cái dự án nó có nhiều vốn, nó có nhiều đối tác gọi được nhiều vốn như thế này thì các bạn cứ tham gia nha, biết đâu các bạn sẽ kiếm được một vài đô từ dự án này nha. Rồi thì đầu tiên các bạn click vào link trong phần mô tả của video thì nó sẽ hiện cho mọi người một cái phần đăng ký tài khoản như thế này nha. Rồi thì đầu tiên các bạn sẽ điền cho mình là địa chỉ mail của các bạn vào nhé. Tiếp theo đó các bạn sẽ click vào tôi có phải là người máy nha. Các bạn sẽ xác minh tôi có phải là người máy nhé. Ok, các bạn click xong các bạn sẽ click vào cái mục là Join Wallet cho mình nha. Rồi tiếp theo đó các bạn sẽ quay trở lại địa chỉ mail cho mình nhé. Quay trở lại địa chỉ mail để các bạn verify cái địa chỉ mà các bạn đã đăng ký nha. Nó sẽ gửi cho mọi người một cái link verify địa chỉ mail qua hộp thư rác hoặc là hộp thư chính hay là thư mục quảng cáo các bạn nhé. Các bạn cứ quay trở lại hộp thư cho mình nha, hộp thư địa chỉ Gmail nhé. Rồi thì đây các bạn sẽ click vào phần xem hiển thị văn bản này. Các bạn sẽ thấy đây là nó sẽ hiện cho mọi người là verify địa chỉ mail nhé. Nếu như mà mọi người đã click vào rồi mà nó vẫn không gửi cho mọi người cái link verify địa chỉ mail thì các bạn sẽ đợi trong vòng 5 phút sau các bạn lại yêu cầu lại cho mình nhé. Ở đây nó sẽ có cho mọi người là chưa nhận mà giới thiệu, chưa nhận cái code mà bên dự án gửi về này. Các bạn tiếp tục click vào là nó sẽ gửi lại cho mọi người nha. Ok chưa? Đây là trong trường hợp mà mọi người chưa đăng ký, nó chưa gửi code nhé. Còn nếu như mà nó gửi code rồi thì mọi người sẽ click vào cái phần này, nó sẽ hiện cho mọi người là đăng nhập thành công nhé. Và sau khi mọi người click vào phần đăng nhập thành công xong, nó sẽ có một cái giao diện tương tự như này là địa chỉ Gmail của các bạn đã đăng ký tham gia vào trong cái dự án này. Các bạn sẽ đợi bên danh sách chờ, khi mà dự án nó cập nhật gì thông tin mới thì mình sẽ ra video, mình sẽ hướng dẫn sau các bạn. Hoặc là các bạn có thể tham gia những cái nhóm ở dưới này cho mình nhé. Đấy thì nó có là Twitter, các bạn cứ tham gia cho mình nha. Hiện tại thì số thành viên tham gia Twitter khá là nhiều các bạn nha. Đó, mạng xã hội X nhá. Ok, đăng luôn này. Bây giờ mình sẽ quay trở lại mạng xã hội X nha. Mình sẽ cho các bạn xem cái dự án này nhá. Các bạn sẽ tìm kiếm cho mình là Nansen nhá. Nansen AI nha. Đây mọi người sẽ thấy được là hiện tại thì đang có là 200.000 người follow nhá. Cực kỳ là chất các bạn nha, có tích xanh đàng hoàng nhá. Thì ở đây nó sẽ có cho mọi người là về trang web của dự án này nha. Mọi người cứ kéo xuống dưới này mọi người xem nhá. Đây là một dự án mình rất là hy vọng là nó sẽ thành công các bạn nha. Ok thì phần này các bạn tự tham khảo qua cho mình nhá. Mọi người sẽ truy cập với nsn.ai cho mình, đó chính là trang web của dự án nha. Ok, mở quang trình duyệt để mình cho các bạn xem cho nó đơn giản nhé. Đây, các bạn hoàn toàn có thể là dịch ra tiếng Việt này. Ở đây nó sẽ có cho mọi người là rất là nhiều, ví dụ như là trang mạng này, về website dự án này, tư vấn Nansen này, danh mục đầu tư Nansen này, tiền thông minh là ai này. Đấy, rất là nhiều thông tin các bạn nha. Với trang web của nó thì cũng rất là khủng, rất là nhiều đối tác các bạn nhé. Các bạn hoàn toàn yên tâm về cái dự án này, có thể là 60% anh em tham gia sẽ nhận được airdrop như cái dự án Azerkam nha. Nếu như bên dự án nó không airdrop thì mình cũng không sao nhé, bởi vì thời gian mình bỏ ra để mình đăng ký tài khoản thì nó cũng không mất quá là nhiều thời gian. Đấy, chỉ là 2 cho đến 3 phút là thành công nhé. Sau là mọi người cứ tham gia mạng xã hội X để mọi người nhận thêm thông tin của nó nha. Thì ở đây nó có từng phần, nó có rất là nhiều mục, danh mục luôn.
Các bạn muốn check kỹ hơn về dự án thì các bạn cứ tham khảo từng cái mục cho mình nhé. Đây, nó có rất là nhiều đối tác của nó các bạn nhé. Có cả cái sàn coi ba xe này, có cả A16Z nha, có cả Google nha. Đối tác cũng như là họ gọi được vốn từ những cái đối tác lớn này nhá. Các bạn thấy chưa ạ? Rất là khủng trong cái dự án này. Ok, thì những cái phần còn lại thì mọi người mà quan tâm được ấy thì mọi người tự tìm hiểu thêm nhá, bởi vì nó khá là nhiều luôn. Nếu như mà mình chia sẻ hết thì có lẽ là video này nó cực kỳ là dài. Mọi người thông cảm cho mình nha. Mọi người muốn nhận thêm thông tin về dự án thì mọi người cứ tham gia hết các mạng xã hội của bên dự án nó yêu cầu các bạn nhé. Ví dụ như là Twitter này, Discord này, hoặc là YouTube nha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ chuyển tiếp cho các bạn sang cái kèo mới. Kèo mới này thì nó cũng cho các bạn khá tham miễn phí, khá là giống như kèo Starcoin trong thời gian vừa qua mình có video mình share cho mọi người nhé. Nó khá là giống như cái kèo Kanji nha. Kèo Kanji thì nó đã list sàn rồi, còn Starcoin thì nó chưa list sàn. Starcoin với cái kèo này thì nó tương tự 100% các bạn nha. Rồi thì trong video tiếp theo mình sẽ cập nhật một cái kèo nó khá là giống như cái kèo Starcoin này các bạn nhé. Với cách để mọi người tham gia cái kèo Starcoin để mọi người khai thác luôn nói thì mình có ghi đường link trong phần mô tả video các bạn nha. Nó khá là giống luôn, các bạn xem là ok thì các bạn tham gia nhé, còn không thì thôi nhé. Đây mọi người nha, nó rất là giống như kèo Starcoin nhưng mà tên của nó thì có tên là Chat AI nhá. Một cái đồng chat thì hiện tại nó cũng có giá khá là cao các bạn nha. Thì mình mới tham gia cho nên là mình mới khai thác được là 4,2 cái đồng chat. Nó là bằng 2.94 USDT nhá. Đây các bạn xem nha, nó rất là giống kèo Starcoin luôn. Tốc độ này mọi người khai thác này rất là nhiều các bạn nhá. Sau khi mọi người đăng ký xong thì mọi người sẽ kích vào cái phần này, nó sẽ hiện cho mọi người là khai thác luôn nha. Phiên đảo của nó thì tương tự như kèo Starcoin là 24 giờ các bạn sẽ kích vào khai thác một lần. Ok chưa ạ? Những cái kèo như này thì nó khá là giống như kèo Kanji cho nên là tỷ lệ các bạn ăn nó cũng rất là cao nhá. Thì như các bạn thấy là kèo Kanji thì rất là nhiều người có lẽ là cũng kiếm được khá là nhiều tiền từ kèo Kanji nha. Kanji thì nó đã list sàn rồi, còn hai cái kèo này thì nó chưa list sàn các bạn nha. Nó chưa có ra token, nó chỉ cho các bạn khai thác miễn phí. Với giá hiện tại thì nó tính cũng rất là cao các bạn nhá. Rồi thì kèo Kanji này thì nếu như hiện tại các bạn chưa có KIC thì các bạn vẫn có thể là khai thác được, nhưng mà ai mà đã KIC rồi thì các bạn không thể khai thác nữa nhá. Các bạn có thể là quy đổi từ cái thằng Kanji này sang USDT bằng cách các bạn bán ở trên sàn nhá. Ở đây nó sẽ có cho một người là gửi tiền rút tiền nha. Đó. Không biết là mình có video hướng dẫn các bạn rút cái đồng Kanji lên ở trên sàn để các bạn bán chưa, nhưng mà bản thân mình thì mình rút rất là nhiều lần nhá, rút về ở trên sàn ba biết để mình bán nha. Còn trong video này thì mình chỉ là cập nhật thôi, hy vọng là kèo giống nhau nó sẽ thành công nhiều hơn nhá. Ok thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái mục chọn ra 2 hoặc là 3 bạn để mình trao thưởng BNB, thẻ cào hay là Momo nha. Bạn nào mà xem video các bạn là người may mắn thì các bạn cứ y B cho mình để nhận giải nhé.